đừng có quay đây là được. Giờ anh yên tâm, em chỉ quay xe thôi, không quay anh nữa. Em anh bảo anh biết xe thì tao đưa hình cho con à. Kiếm cái lọc gió úp nó vào, đút nó vào. Kiếm cái ống nhựa đút nó vào làm cái lọc gió trong ấy, là nó êm. Vâng, anh chế thôi, chỉ cần anh làm cái ống không đưa ra. Hoặc là anh mua cái đầu lọc của cái bọn bơm Trung Quốc ấy. Vâng. Rồi lốc kề, để lốc đôi, đổi cầu. Mỗi bên tầm gần chục phân đấy. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhá. Chúc anh về gặp chiều may mắn nha. Nghe thắng hơi sướng không?